Ok luôn anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Quay Viên TV. Thì ngày hôm nay tôi đang có mặt ở trại sinh vật cảnh để tôi lấy 6 cái bể kính dành cho 6 con ếch của tôi. Hôm trước tôi đã ra đặt rồi. Đấy, thì bây giờ chúng ta cùng vào lấy bể kính. Hello. Ok em, bể em đâu? Ngồi đây. Còn phải set up để thay chuồng, thay chỗ ở cho ếch nữa. Đúng không? Kiểu quả lắc là lâu. Anh giúp em thay cái mới đúng không? Quả lắc là lâu ngày nó có bụi. Lắp kia là nó cầu kỳ, lại phải gỗ rồi đấy, đẹp ghê. ABC nó lâu. Bảo xem bác này lấy gì, lấy cho bác đi. Đấy, tầm biệt bác bây giờ làm cái lắp kính. Đây. Đâu? Như này. Thế à? Tôi đặt tấm kính ở đây. Cũng được đấy nhỉ? Thì thôi. Thì ví dụ kính thì mình phải nhẹ tay hơn, hiểu chưa? Mình không thể bừa bãi được. Ok. Mà nó gọn. Vâng. Nó vẫn sộc xà sộc sạch. Ok. Mãi bây giờ. Nói chung là lúc đầu tôi định để cái nắp lưới cho nó thoáng, nhưng mà anh không làm được cho cái này thì cũng tạm được. Cái lỗ này nó cũng đủ to. Tạm tạm, nếu mà không ăn thua thì, nếu mà mùa hè mà nó nóng quá nó không ăn thua thì mình sẽ đổi sau. Còn hiện tại như này là đẹp rồi. Ui. Cái này quá rộng cho một con Pac-Man. Em bảo em bảo bay bay ra xe cho em với. Ui thế này đúng này thì chở hết thế mẹ được nhỉ? Xe em á? Ờ. Có khả năng chở được. Hoặc chở 2 chiếc. Thôi rồi, cứ mang ra đã. Anh lấy em ít dế, 30 dế đi. Nhìn thích đấy nhỉ? Đi được không? Rồi đi thôi. Cho em một cái túi đấy để em cho mấy cục đá vào cái này. Nhặt ra ngoài. Nhặt đá để cho vào cho con ếch ở chỗ cái phần nước ấy. Để cho lên. Cho giống ngoài tự nhiên đúng không? Ây da. Ây da. Đây, cần mấy cục kiểu này thôi. Cục kiểu này hợp lý hơn. Thôi nhá. Vừa phải đây nhá. Anh đừng có động mấy cái trục nhá. Anh đâu mấy cái trục là em phải mua cái mới đấy, em bắt đầu em phải bắt đèn này. Nó lấy được cái gì là lấy. Em biết túi xịn rồi nhưng mà có vài cục đá đưa cái túi. Đó khủng bố này. Đá này là để cho ếch nó nhảy lên anh em ạ. Giống lãng khách ngày xưa. Chìa khóa xe anh rồi ấy nhỉ? À, anh cầm rồi đúng không? Alo, anh cầm chưa? Bấm đi.
mà xem cốp có dùng được không ý. Đây này, bỏ hẳn nữa. Máy chỉ được 2 cái rồi đấy. Chắc là được. Ôi nhưng mà gọi là may mắn thì được. Chắc là được. Được. Đéo biết nữa. Từ từ thử nhé. Chắc là được. Đây là không được thì không để thế đi. Không được rồi. Nó để thế cũng được, để thế cũng được. Cho ghế dựng lên tí được không? Cỡ thì... Ghế dựng lên. Được. Hết nha. Rồi. Điện cho luôn mấy cái lắp vào đây. Cái lắp cho vào đây luôn á? Nó đang rộng. Nó xít vào nhau này thì nó không vỡ. Ôi. À, tí nữa như này. Đấy, thằng... Hết. Thằng mỗi, này thằng... Mỗi thằng ngồi lòng ô một cái. Bây giờ là... thằng Đức Tấu ngồi trên này, ngồi cái phụ. Xong rồi thằng này ngồi trên đùi. Không, mỗi thằng ngồi ôm một cái, hai cái chồng với nhau thì là vừa đẹp. Được. Đó, phải đi nhỏ à? Hợp lý mà. Khó chịu tí nhưng mà được. Hợp lý. Đấy, vẫn phải đi hai chuyến anh ạ. Không, một chuyến hết. Bây giờ một cái bên này nhá, cứ bỏ tay ra. Cứ bỏ tay không phải gì đâu. Tí đi chậm nó không sát vào được. Kính, đây chứ. Đây là hai cái này chồng với nhau ở bên này. Sau mỗi thằng rồi hiểu hiểu. Có khi sau buổi này tôi nghĩ là tôi nên mua một con Ford Raptor ra đây. Một con Ford Raptor món quà đấy à, món quà, món quà đấy à. Ôi trời ơi, vừa khít luôn, vừa khít luôn. Ấy mày quá, gọi thằng Đức lên đi cùng với. Ok anh em ơi, về chúng ta đã mang xong 6 cái chữ bể này về rồi. Nhiều vai phải chen chúc lắm ý nhưng cất được vào ô tô. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ giải 6 cái bể lên trên này luôn. Trông cho nó hoành tráng. Đấy, nhưng mà trước tiên mình sẽ bỏ cái này xuống. Cái này nát bét rồi, tôi thề với anh em luôn à. Anh em lúc để ăn hại. Được không đấy? Không. Cái lúc cho anh này đi nghỉ hưu rồi. Không dùng được nữa rồi, tôi chắc rồi. Bỏ cái loa ra, bỏ cái loa ra. Ok. Đấy, đây là cái bát sưởi siêu dài dành cho anh Bắc Man. Thì đây là cái bể của chúng ta, tôi đã đặt kích theo kích thước là 40x40, cao 30 thôi, không cần cao quá. Và có cái nắp ở bên trên này, lúc đầu đặt nắp lưới nhưng mà anh ấy đợt này anh ấy bận quá mà không có người, thế là tại làm nắp bằng kính. Thì tôi thấy cái này nó cũng hơi ít lỗ thông, nhưng mà 4 lỗ to khoan này thì chắc là cũng tạm tạm ok. Nếu mà sau này nó mà kiểu nóng quá thì mình có thể tính phương án khác sau. Hiện tại thì là khá là ok. Ở trong này mình đã chia làm hai vết ngăn này. Một bên mình để cho mùn dừa với cả rêu đất các kiểu. Một bên thì mình để nước. Đấy. Để cho nó thích chọn cái nào thì chọn, bởi vì cái bể nó khá là to cho một con Pacman Max size. Có thể sống thoải mái luôn. Úi giời. Đấy, bên này thì chỉ cần cho hơi ẩm một tí thôi. Thì nữa mình sẽ xịt nước ẩm cho nó ẩm vào. Còn bên kia thì mình sẽ xịt đầy nước luôn. Bên này hơi dính tí ấy rồi. Nhưng mà không sao. Chỗ mùn dừa còn lại này khả năng không đủ cho 6 bể. Nghe đủ rồi, và bên nước mình sẽ để bên ngoài, bên cạn để bên trong. Mình sẽ xoay cái bể như thế này. Rồi, bê lên. À. Yeah.
cứ đâm đầu mù quáng đau hết đầu đi. Đấy, vừa khít luôn. Rồi mình sẽ một dàn như này luôn. Tôi không ngờ là bê cái đống này nó mệt như thế. Mệt thực sự ạ. Đấy, rồi, đây là 6 cái bẻ của chúng ta. Sẽ đèn 6 con ếch Pac-Man, mỗi con một bẻ. Đấy, thì ở đây tôi đã lau dọn và rải thêm bùn dừa vào đây rồi. Bây giờ tôi vừa ăn xin được ít đá thì mình sẽ đẻ vào đây để cho con ếch nó thể nhảy lên. Đấy, kiểu như này. Thì tôi mua cái đống bẻ này là hết bao tiền nhỉ? Hết 1.2 triệu. Vị chi là 200.000 một cái bẻ. Đấy. Xong rồi mình cũng ăn xin được thêm một ít cái cục đá này để cho vào cho ếch nó nhảy lên cho nó đỡ đau. Đó, bây giờ chúng ta sẽ xịt nước làm cho ẩm cái mùn dừa này và xịt nước ra cái chỗ phần đựng nước nhé. Đây, tôi đã có cái này. Úi dồi ôi. Đấy, sướng luôn chứ còn gì nữa. Cái gì ấy? Quay đâu ấy? Đây này. Đấy. Tôi sẽ phải lau qua cái này vì khi mà xịt nước nó bị bắn lên. Mỏi nách quá. Được 2 cái. Rồi xong rồi anh em ơi. Bây giờ chúng ta sẽ cho ếch vào nhá. Đấy, ếch đây. Đây, chúng ta lại cho con to béo nhất và xanh nhất. Pac-Man này, đấy. Cho bên này. Ui dồi ôi, sướng luôn. Chết rồi, có khi tôi phải rửa, ây à, rửa qua bọn này. Rửa hơi mạnh. Đấy, xong bên này. Rồi, ok, đây là hai con cuối cùng rồi. Thế là mình đã cho hết tất cả bọn ếch vào bẻ mới. Đấy. Ui nhìn thích vãi. Mỗi con một bẻ. Cái này mà đằng sau đây này, ví dụ như cái bẻ này. Đấy, để gần vào. Đấy, thì đằng sau mình sẽ có thể trang trí kiểu cây giả ở đây hoặc là hang chú hay là sọ xiếc gì đấy vào đây cũng rất là đẹp. Nắp lại cho an toàn này. Vì tôi không rõ là nó có thể nhảy ra được hay không nhưng mà hên xui.
chiều cao như này chắc không nhảy ra được, nhưng mà chẳng may mà nó ra được thì mệt lắm. Ok, xong rồi, em có thể nhìn dàn bẻ của tôi. Thích vãi nhỉ, bây giờ mình mà lắp thêm một dải đèn led nữa như là cái bể dưới này. Bên trên này là có dãy đèn led thì nó là tuyệt vời luôn. Ôi, thử soi đèn led vào đây xem nó có ra gì không. Ôi trông cũng bướng phết đấy, không phải giọng vừa đâu. Đấy, tôi sẽ lắp thêm đèn led nữa vào đây. Quá hợp lý. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ đi giới thiệu anh em. Đây là Pacman Normal này. Con này đã bắt đầu định lên trên bờ rồi. Đấy. Con này màu xanh này bây giờ thành màu nâu mẹ rồi. Dị thật. Đấy, bên này là Albino Pacman này. X Pacman ơi nhảy. Bạch tạng. Con này là Fantasy Pacman, là một loài lai giữa hai loài khác nhau. Đẹp vãi chưởng. Bên này là X Pacman 4 chấm. Trông mặt ngáo này, trông y hệt con bắt ghét Frog ấy. Bên này là con hình như là Cherry hay là Strawberry mẹ gì đấy. Lâu lắm rồi không nhớ tên bọn này rồi. Đấy, còn đây là một con Fantasy khác màu nâu. Ui, trông đáng yêu vãi. Đấy, bây giờ anh em thích con Pacman nào nhất trong số tất cả các con ở đây của tôi, em bật lại bình luận xuống bên dưới nhá. Đúng quay đi. À, vẫn quay nhỉ. Anh em ơi, cái biển này ngày xưa tôi để ở trong góc trong này, bây giờ đã biết để đâu bây giờ rồi. Chẳng có gì trống lên. Thôi để tạm vào đây vậy. Ok, đây là vừa xong mục tiêu qua Tết của mình đã hoàn thành rồi. Và mình vừa đặt xong một dàn bể cho bọn Big Pacman này sống cho nó sung sướng thoải mái. Mỗi con một cái bể 40-40 luôn. Quá rộng rãi thoải mái. Đấy. Còn thiếu sót là chưa có đèn thôi. Có đèn thì lúc ấy mình ngắm sẽ lung linh hơn. Ok, cảm ơn mọi người đã xem cái clip này. Hẹn gặp mọi người trong clip sau nhá. Nhớ like, share, subscribe kênh YouTube rồi nhá. Tạm biệt. Ui, thật thề với anh em luôn. Mang đống này về mỏi đéo chịu được. Vừa phải bê lên 6 cái bể, 6 cái nắp. Xong rồi lại còn rửa, xong rồi còn lau, xong rồi còn các thể loại, mệt thật sự. May quá hôm nay có hai thằng em đến chơi túm được luôn. Không thì tôi không thể nào mà làm nổi. Ok, cảm ơn anh em đã xem hết clip này nhá.